Thưa quý vị, thưa các bạn, vừa qua trong chuyến làm việc tại 4 tỉnh miền núi phía Bắc nhằm tháo gỡ khó khăn trong phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2020, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh khẳng định sẽ đồng hành cùng các tỉnh trong phát triển kinh tế xã hội và phát triển thương mại, công nghiệp. Tại các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La, sau khi nghe báo cáo kết quả hoạt động sản xuất công nghiệp thương mại 6 tháng đầu năm 2020, những kiến nghị đề xuất của các tỉnh trong hoạt động sản xuất công nghiệp thương mại 6 tháng cuối năm, có thể thấy các địa phương đang gặp nhiều khó khăn trong xuất khẩu, triển khai một số dự án về điện, thiếu vốn trong xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp. Với những khó khăn của mình, Lào Cai mong muốn Bộ Công Thương và các bộ ngành hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho Lào Cai một số vấn đề như kiến nghị các cơ quan chức năng Trung Quốc đưa cửa khẩu đường sắt quốc tế Lào Cai Hà Khẩu vào danh mục các cửa khẩu chỉ định được phép xuất khẩu nông sản, kéo dài thời gian thông quan cửa khẩu Kim Thành Bắc Sơn, thiết lập cặp chợ biên giới Kim Thành Bắc Sơn, cho phép Lào Cai được thí điểm xây dựng khu hợp tác kinh tế qua biên giới Lào Cai Vân Nam, triển khai thực hiện các dự án đầu tư phát triển lưới điện truyền tải trên địa bàn tỉnh nhằm phục vụ giải tỏa công suất thủy điện khu vực Tây Bắc và lân cận. Về các kiến nghị của Lào Cai, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho rằng rất xác đáng, xuất phát từ thực tiễn cuộc sống. Các đơn vị trong Bộ Công Thương sẽ tiếp thu tối đa và trả lời những vấn đề thuộc thẩm quyền, những vấn đề có liên quan hoặc nếu vượt quá thẩm quyền, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các bộ để giải quyết cũng như báo cáo Quốc hội, Chính phủ. Đặc biệt, các kiến nghị phát triển thương mại biên giới của tỉnh sẽ được Bộ trưởng đề cập trong cuộc điện đàm sắp tới với Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc. Còn tại Lai Châu, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đề nghị lãnh đạo các đơn vị của Bộ Công Thương tập trung tìm giải pháp hỗ trợ cho Lai Châu giải quyết những khúc mắc mà tỉnh này đang gặp phải. Cụ thể là đối với việc phát triển điện khí hóa nông thôn, Bộ Công Thương đã nỗ lực tìm các nguồn tài chính quốc tế để có thể hỗ trợ cho các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa. Dự kiến từ năm 2021, các dự án này sẽ được triển khai. Còn các dự án năng lượng mặt trời cũng như các dự án thủy điện vừa và nhỏ của tỉnh hiện đang bị vướng vào trong quy hoạch rừng phòng hộ, thì Bộ cũng đang hỗ trợ tỉnh tìm hướng khắc phục. Tại buổi làm việc với tỉnh Điện Biên, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã kiến nghị Bộ Công Thương nghiên cứu trình Chính phủ ban hành chính sách thu hút doanh nghiệp công nghiệp, nhất là doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng nhiều lao động như dệt may, da giày, công nghiệp hỗ trợ, đầu tư vào Điện Biên. Kiến nghị Bộ Công Thương hỗ trợ kinh phí khuyến công để tỉnh lập quy hoạch chi tiết các cụm công nghiệp, hỗ trợ 100% vốn đầu tư cụm công nghiệp ưu tiên cho đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh. Đồng cảm với Điện Biên, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh coi việc hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp là một trong các giải pháp hàng đầu mà Bộ Công Thương sẽ đồng hành cùng tỉnh. Theo đó, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục cùng tỉnh phân cấp hỗ trợ doanh nghiệp trong đầu tư sản xuất kinh doanh. Đề nghị các đồng chí sẽ xây dựng một cái kế hoạch làm việc và hợp tác với các địa phương để phát triển trong lĩnh vực thương mại. Và bao gồm trong hai lĩnh vực là xuất nhập khẩu và kinh thương mại và cái nội dung phát triển thương mại điện. Trong đó đặc biệt các đồng chí phải chú trọng xây dựng cho được cái kế hoạch phát triển là phải là mang tính dài hạn để mà phát triển các cái sản phẩm hàng hóa trên cơ sở những cái năng lực sản xuất và những cái cơ hội để mở rộng năng lực sản xuất thông qua thu hút đầu tư từ các nguồn khác nhau trên địa phương, trên địa bàn địa phương, đồng thời kết hợp với cả những cái đề án và kế hoạch lớn để phát triển về hệ thống hạ tầng thương mại ở tại nông thôn với cái việc là thu hút những cái hệ thống đầu tư của các cái phân khối lớn. Còn tại tỉnh Sơn La, một tỉnh được đánh giá là điểm sáng của các tỉnh phía Bắc trong hoạt động xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, trong cơ cấu ngành hàng, hiện tỉnh mới đang tập trung vào các sản phẩm rau, hoa quả, trong khi tỉnh lại có diện tích rừng trồng lớn như tre, luồng. Vì thế, theo Bộ Công Thương, tỉnh có thể đẩy mạnh phát triển các sản phẩm rừng trồng để có thể xuất khẩu sang EU theo Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA, nâng cấp cửa khẩu để có thể hỗ trợ tốt hơn cho xuất khẩu. Trong công tác xúc tiến thương mại, Cục trưởng Cục xúc tiến thương mại Bộ Công Thương cho rằng, Bộ Công Thương nhận thấy thời gian qua Sơn La làm rất tốt và hiệu quả công tác này, mong muốn tỉnh nâng cao hơn giá trị sản phẩm nông sản của mình qua việc làm tốt hơn công tác quy hoạch vùng trồng, đặc biệt là việc truy xuất nguồn gốc toàn cầu cũng như đăng ký chỉ dẫn địa lý quốc tế và tăng cường xây dựng thương hiệu sản phẩm. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương có thể đồng hành cùng Sơn La và các tỉnh Tây Bắc xây dựng trung tâm giao dịch nông lâm sản vùng Tây Bắc, trong đó có áp dụng thương mại điện tử. Cũng như liên kết với các thị trường ở trong nước và quốc tế để đảm bảo được cái điều kiện để phát triển cho thị trường, cho các ngành sản xuất vật chất cũng như trong nông nghiệp và trong kinh tế công nghiệp. Với những giải pháp cụ thể, những hành động quyết liệt, Bộ Công Thương với chức năng và nhiệm vụ của mình sẽ luôn kịp thời giải quyết các khó khăn cho các địa phương cũng như sát cánh đồng hành cùng các địa phương trong phát triển kinh tế xã hội.